Thưa vị, sơ lược tiểu sử cựu Thủ tướng Margaret Thatcher, tin từ London. Cựu Thủ tướng Margaret Thatcher đã từ trần sau khi bị đứt mạch máu não. Bà Thatcher là Thủ tướng Anh cầm quyền lâu nhất trong thế kỷ 20, ngự trị chính trường Anh trong một thập niên và tạo cho bà ta có một vị trí rất quan trọng nên trên sân khấu. Bà Thatcher sinh ngày 13 tháng 10 năm 1925, con gái của một người bán tạp hóa ở Grantham, là một học sinh đứng nhất tại một ngôi trường nữ trong vùng, nhận được học bổng của trường đại học Oxford và theo học môn khoa học tự nhiên. Cô sinh viên Margaret Thatcher đã gia nhập đảng bảo thủ trước khi tốt nghiệp vào năm 1947, đắc cử dân biểu vào năm 1959, làm bộ trưởng bộ giáo dục trong chính phủ Thủ tướng Edward Heath từ năm 1970 cho tới năm 1974. Sau chính phủ Heath sụp đổ, bà Thatcher đã lãnh đạo cuộc vận động lật đổ chức chủ tịch đảng của ông Heath trong tháng 2 năm 1975 và khởi đầu cuộc vận động sự ủng hộ của dân chúng tới lời tuyên bố chủ nghĩa xã hội đang trên đường cáo chung. Bà Thatcher đã lên cầm quyền sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 5 năm 1979, đánh bại đảng lao động của Thủ tướng James Callaghan, trở thành một nữ thủ tướng đầu tiên của nước Anh. Nạn lạm phát đã được hạn chế với chính sách thắt lưng buộc bụng và nhiều công ty quốc doanh đã được tư nhân hóa. Trong lúc bà Thatcher làm cho đời sống của người Anh khá hơn, nạn thất nghiệp đã tăng lên gấp đôi, gần 12% lực lượng lao động trong nước. Tại Đại hội Đảng Bảo thủ năm 1980, Thủ tướng Thatcher tuyên bố cương quyết thi hành các chính sách kinh tế đã được đưa ra mặc dù gặp nhiều chống đối trong đảng. Một kết quả thăm dò trong năm 1989 cho thấy người Anh coi bà Thatcher là người thủ tướng đáng ghét nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, sau khi bà ta cương quyết đưa hải quân tới chiếm lại quần đảo Falkland, đã làm cho làn sóng ái quốc trong nước dâng cao và bà ta đã tái đắc cử trong năm 1983. Trong năm 1984, một vụ đánh bom của quân đội Cộng hòa Ái Nhĩ Lan tại khách sạn Brinton đã suýt làm cho cả nội các bị thiệt mạng. 5 người đã chết, nhiều người bị thương nặng, nhưng Thủ tướng Thatcher bình yên. Sau 11 năm cầm quyền, bà Thatcher phải nhượng bộ áp lực trong nước và nội bộ đảng thủ tướng rút lui khỏi cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử vòng nhì chọn lựa giữa bà ta và cựu thủ quốc phòng Michael Heslin làm thủ chủ tịch đảng. Ngày 28 tháng 11 năm 1990, bà ta rời khỏi tòa nhà 10 Downing Street. Bà Thatcher đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong các năm gần đây. Tháng 6 năm 2009 đã nằm bệnh viện trong 2 tuần. Tháng 10 năm 2010 nằm bệnh viện cũng trong 2 tuần và tháng 12 năm nay đã nằm bệnh viện trong suốt ngày lễ Giáng sinh. Thưa quý vị.